Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Thiên Hà Audio xin giới thiệu với các bạn hàng Primarula đã về. Số lượng cũng chỉ có khoảng 5 cặp. Trong đó có một chiếc Primarula Dialog HP. Thì hôm nay Thiên Hà Audio khui thùng và giới thiệu đến quý độc giả chiếc âm ly tích hợp Dialog Premium HP. Với chiếc âm ly này thì các bạn nhìn thấy trên kệ của Thiên Hà Audio, đó là được trang bị 8 bóng công suất L34 và đầu bóng tiền khuếch đại thì có 6 bóng 12A U7. Các bạn nhìn thấy không ạ? 6 bóng 12A U7. Vẻ bề ngoài thì Dialog Premium HP được trang bị mặt nhôm phay xước. Đây các bạn nhìn thấy không? Mặt nhôm phay xước này. Và quý vị và các bạn cũng có thể dùng được 3 loại bóng trên thiết bị này. Đó là nếu mà dùng KTM 8 hoặc KTM 20 thì các bạn có thể gạt cái chức năng này lên. Còn nếu mà chúng ta dùng L34 theo máy thì chúng ta để nguyên. Đấy. Với hôm nay chúng tôi sẽ xin giới thiệu đến các bạn hãng Primarula này. Công ty Primarula Hà Lan được thành lập 2003 bởi Herman van der Rugen, một chuyên gia âm thanh có kiến thức uyên thâm. Kỳ tích của Primarula là sở hữu trên 75 giải thưởng uy tín toàn cầu. Điều này là cho minh chứng hùng hồn về sản phẩm ưu việt của Primarula. Thành công của Primarula là nhờ nhóm thiết kế của Marcel lãnh đạo. Ông chính là kỹ sư trưởng, là người xây dựng lên tên tuổi cho siêu sao Vân Moon Thụy Sĩ. Trước năm 2000, Marcel đặt tiêu chuẩn rất cao trong việc chế tạo máy, vì thế tất cả mọi máy Primarula đều có sản phẩm ưu việt về âm thanh lẫn độ bền. Có thể nói không quá lời là khi mua Primarula, bạn được chơi máy Vân Moon đèn với giá trong mơ. Với chiếc âm ly Primarula Dialog Premium HP thì công suất của chiếc âm ly này có 8 bóng L34 các bạn. Thì đối với bóng L34 thì công suất mang đến cực đại là 70W, trở kháng đầu vào đầu ra là 4 ohm và 8 ohm, đáp tuyến từ 7 hertz đến 75.000 kHz, độ rõ nét là 93 dB, đèn sử dụng là tiền khuếch đại là 12 AU7. Các bạn nhìn thấy được chiếc đèn 12U7 tiếng khuếch đại. Dấu ấn đặc biệt của Primarula là hàn nối điểm, trăng phô biến thế. Đấy, và khi các bạn chơi âm đi đèn Primarula này thì là được là auto bias. Thật ra một phương pháp rẻ tiền và đơn giản thì mạch chỉnh phân tần cực đèn của Primarula là một sáng chế có bản quyền. Kỹ thuật Adaptive Auto Bias của Primarula rất tiên tiến và thông minh, giúp hạ thấp độ méo âm đến mức tối thiểu, đồng thời kéo dài tuổi thọ bóng đèn. Chỉ có 3 hãng dùng mạch Auto Bias thực sự, đó là Primarula, hai là Vrak, Amni Starman. Đó, thì bây giờ tôi cũng xin máy quay về phía sau của chiếc âm ly đèn này, Dialog HP này. Các bạn có thể nhìn thấy chúng tôi đang đấu cặp cầu loa là 8 ohm, cầu này sẽ là 4 ohm. Đó. Thì sau đây tôi sẽ bật một bài nhạc để chất lượng âm ly đèn Primarula Premium HP trình diễn. Bước vào đời nhau bao lâu nay, anh ơi sao đã cay. Thôi đành vùi sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi, hết rồi còn chi đâu. Còn chi đâu anh ơi,
Vâng, quý vị và các bạn vừa được nghe thấy chiếc Prima Luna Dialog Premium HP ghép với cả chiếc đôi loa Magico A3. Thực sự ra đôi loa Magico A3 này là đôi loa thùng kín, rất khó đánh, nhưng tiếng các bạn vừa nghe, tiếng nhạc vàng rất là đĩnh đạc, tiếng giọng của Lệ Quyên rất là ngọt ngào. Đó, nếu mà quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc sản phẩm này thì quý vị hãy ghé qua showroom của Thiên Hà Audio, tọa lạc tại số 42 ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Vâng ạ, xin chào quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian để lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.